Hôm nay Kevin sẽ hướng dẫn các bạn mở cách mở tài khoản giao dịch. Hiện nay có rất nhiều nhà môi giới, broker cho chúng ta có nhiều lựa chọn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách mở tài khoản giao dịch trên sàn UXG Epic, sàn môi giới tốt nhất của Úc. Bây giờ thì Kevin mời các bạn đăng nhập vào trang web usgfx.com. Rồi đây là cái trang web của sàn usgfx.com, là sàn uy tín nhất của Australia. Ở đây thì các bạn vào cái phần mở tài khoản tiếp. Rồi các bạn điền tên của mình. Rồi các bạn chọn họ tên, chọn quốc tịch. Tỉnh Nam và các bạn điền email của mình. Đây là email của Kevin và các bạn điền số điện thoại. Mã xác nhận. Các bạn lưu ý về điền nơi chữ in theo hướng dẫn của sàn. Rồi các bạn bấm sau tiếp theo. Rồi đến bước 2 ấy, thì các bạn sẽ điền password của mình vào. Password yêu cầu từ 8 đến 15 ký tự. Rồi sau đó là các bạn chọn, nếu mà các bạn giao dịch trên tài khoản là 200 đô thì các bạn chọn mini account, còn nếu mà từ 500 đô trở lên thì các bạn chọn là standard account, 1.000 đô thì các bạn chọn VIP account. Còn các bạn chọn tài khoản Pro ECN thì các bạn giao dịch với tài khoản 2.000 đô. Rồi cái bước tiếp theo thì các bạn chọn tuần 7. Ở đây thì Kevin muốn các bạn chọn cái tuần 7 1/500 thì nó sẽ phù hợp hơn. Và tiếp theo các bạn chọn cái loại tiền mình giao dịch ở đô. Rồi nếu như các bạn dùng robot thì các bạn kích và dùng, tôi sẽ dùng EA. Còn các tài khoản của các bạn để cho người khác giao dịch thì các bạn bấm vào tùy quyền này. Đấy, tôi dùng robot đây. Nếu các bạn tự giao dịch thì các bạn bấm vào tiếp theo, bỏ qua hai cái bàn kia. Đấy, như cái viên chọn cái tài khoản standard account đấy, VIP account Pro 7/500. Ở đây thì Kevin các bạn chọn cá nhân này, 7/500. Ở đây có hai cái máy chủ, một cái máy chủ châu Âu, một cái máy chủ ASEAN Hồng Kông, thì các bạn chọn ASEAN server, các bạn dùng loại tiền là đô. Sau đó các bạn bấm sau. Đến cái bước 3 này ấy, thì sàn yêu cầu là chúng ta cung cấp thông tin cá nhân. Để các bạn điền thông tin, các bạn nhớ là điền tiếng Việt không dấu nha, tên tiếng Việt không dấu, cả trong giới tính, ngày sinh các bạn viết năm trước, rồi tháng sinh, rồi số chứng minh, số passport của các bạn. Ở trong phần này, chúng ta công dân Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản thì chúng ta không, đây là không. Chính trị không. Quốc gia sinh sống chúng ta điền quốc gia sinh sống của chúng ta, nó chọn Việt Nam. Mã bưu điện chúng ta là như nào. Rồi tỉnh thành chúng ta điền là Hồ Chí Minh.
thể quên chọn quận. Và nên cư trú chúng ta chọn cư trú. Rồi tiếp theo là các bạn bấm còn tiếp theo sau. Này chúng ta điền khi nào mà sai cái phần nào thì sẽ hiện cái số màu đỏ, chúng ta sẽ làm lại. Điền đầy đủ thông tin này. Rồi tiếp theo đến phần thứ tư, phần thông tin về tài chính. Thông tin tài chính ở đây chúng ta chọn đang làm việc với tư nhân cũng được hết. Rồi hạng mục làm việc thì chúng ta chọn này, tài chính, IT bán lẻ, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Thì các bạn tùy các bạn chọn, mình làm đi cụ thể ta điền vào. Thông tin tài chính và thu nhập hàng năm đây thì cái này để thông tin tham khảo thôi. Chúng ta cứ điền đại và 10 ngàn đô hay là 20 ngàn đô thôi. Rồi thông tin về kinh nghiệm mà giao dịch kết hợp. Đây thì chúng ta thường chúng ta chọn từ 1 đến 5 năm, còn nếu mà không có thì nó sẽ đòi hỏi nhiều thứ. Chúng ta cứ để 1 đến 5 năm đi. Sản phẩm tương lai, CFD, future. Rồi phần này thì bạn cứ hiểu rõ về những cái vấn đề lỗ trong cái giao dịch của mình ấy. Vấn đề khó. Trong cái thỏa thuận điều khoản kinh doanh này thì chúng ta tích hết vào đây. Phần IP này nếu ta có IP chúng ta điền vào đây, còn nếu không có chúng ta bỏ qua. Rồi tiếp theo chúng ta muốn gửi. Nếu không có IP chúng ta bấm dưới. Nếu có IP chúng ta bấm trên. Thì có mã IP chúng ta bấm vào trên này dòng này. Và nếu không có IP chúng ta bấm trên. Rồi chúng ta bấm gửi. Vậy là chúng ta đã mở thành công xong. Xong cái tài khoản thì ở đây là cái clean origin login, nghĩa là khu vực đăng nhập của khách hàng đây. Các bạn dùng cái email này và cái password của chúng ta trong cái bảng của UG gửi đây để chúng ta đăng nhập vào nộp tiền và rút tiền. Ở đây là cái login ID, là cái số tài khoản MT4 chúng ta sẽ giao dịch phần mềm đây. Còn cái password ấy thì nó sẽ gửi cho qua chúng ta qua bên email. Đây là chúng ta sẽ nhận cái email của UG, email của mình. Đó. Đây trong email của UG gửi cho email của Kevin thì các bạn cần bấm cái verify do account này, xác nhận là chúng ta đã đăng ký. Đó. Một khi chúng ta bấm đây rồi thì UG hiểu rằng đây chính ta là chủ nhân của cái tài khoản đã đăng ký UG, thì UG sẽ gửi cho chúng ta một cái tài khoản. Đây một cái tài khoản live đây. Đây là số tài khoản trên ta đăng nhập trên MT4 và password chúng ta điền vào trong phần mềm giao dịch MT4. Còn đây live 2 server là cái máy chủ chúng ta đăng ký ở Hồng Kông chúng ta đăng ký. Thì ba cái phần này là khi ta điền đủ tin ba phần này vào cái phần mềm MT4 thì chúng ta sẽ có được cái thông tin. Ok, hôm nay chúng ta đã Kevin đã hướng dẫn các anh chị cách mở tài khoản giao dịch đối với trên một sàn môi giới broker. Để theo dõi tiếp theo là chúng ta sẽ phải cách sử dụng tài khoản giao dịch như thế nào, thì xin mời các bạn sẽ đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.